Và như thường lệ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục điểm báo để cùng với chúng tôi cập nhật những bài báo đáng chú ý được những người đồng nghiệp của chúng tôi gửi đến trong sáng nay. Và đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với tờ Đại biểu Nhân dân trang 5 với bài viết có tiêu đề là Lan tỏa tâm huyết trách nhiệm vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Lần đầu được tổ chức thì thành công của phiên họp giả định Quốc hội trẻ em đã vượt ngoài mong đợi. Theo nhiều ý kiến, điều động lại và lan tỏa từ phiên họp chính là tâm huyết và trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, của Trung ương đoàn và các cơ quan tổ chức nhằm tạo cơ hội để các em thiếu nhi đóng góp tiếng nói của mình xây dựng và phát triển đất nước, tạo điều kiện để trẻ em được chăm lo, bảo vệ và phát triển toàn diện. Đó là sự động viên, thôi thúc cho các em thiếu nhi tham gia sớm vào các hoạt động chính trị, xã hội, tập dượt sẵn sàng cho vai trò người chủ tương lai của đất nước. Điều động lại và lan tỏa từ phiên họp chính là tâm huyết và trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, của Trung ương đoàn. Và đó chính là sự động viên và thôi thúc cho các em thiếu nhi sớm tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội. Và từ đây thì sẽ có thêm nhiều hơn 263 bạn nhỏ được đóng vai trò là những nhà lãnh đạo, quản lý của Trung ương và địa phương, không chỉ trong những phiên họp giả định của Quốc hội, mà còn ở kỳ họp Hội đồng Nhân dân ở các địa phương, ở nhiều mô hình, nhiều diễn đàn khác nữa. Tiếp nối với một bài viết đề cập tới vấn đề giáo dục, thưa quý vị. Dù là lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, thế nhưng phía sau lại là câu chuyện chia phần trăm hoa hồng giữa các đơn vị liên kết và kinh doanh với các nhà trường. Cụ thể thì quý vị có thể tìm đọc một thông tin trên trang số 1 và báo số 2 của báo Lao động với bài viết Hé lộ mức hoa hồng từ hoạt động dạy thêm và dạy tăng cường trong trường học. Bài viết đưa ra một ví dụ cụ thể tại trường tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Cụ thể, đầu năm học 2023-2024, trường này đưa ra 3 chương trình liên kết với 2 đơn vị doanh nghiệp khác nhau. Học sinh đăng ký học sẽ phải đóng phí và 20% số tiền thu về sẽ được đơn vị chi trả cho nhà trường. 80% trung tâm sẽ giữ lại, chi trả theo đề án, giáo viên trực tiếp giảng. 20% chi trả lại cho nhà trường để chi vào các khoản như thuế thu nhập doanh nghiệp 2%, chi cơ sở vật chất, điện nước hỗ trợ các hoạt động chuyên môn 8%, chi cải cách tiền lương v.v. Bà Trần Thị Bích Liên, hiệu trưởng nhà trường thừa nhận. Theo tìm hiểu của Lao động, mức hoa hồng 20% khi đưa các chương trình liên kết vào dạy tăng cường trong nhà trường cũng là mức phổ biến được các công ty tư nhân trả cho các trường học. Tuy nhiên, con số này sẽ có sự tăng giảm tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký học. Càng nhiều học sinh thì tỷ lệ hoa hồng càng cao. Chưa tính đến chất lượng hiệu quả, rõ ràng là số tiền hoa hồng này khiến dư luận đặt ra câu hỏi. Nếu như không có phần trăm chi trả, thì lợi ích, liệu các nhà trường có sốt sắng, thúc giục và mời chào phụ huynh đăng ký học hay là không? Và con số 20% kia sẽ được chi trả như thế nào? Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu tường tận. Thưa quý vị, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các nhà mạng dừng bán SIM qua kênh đại lý không uy tín từ ngày 10 tháng 9 để giảm SIM không chính chủ. Tuy nhiên, thì trên thực tế, tình trạng bán SIM đăng ký sẵn thì vẫn đang diễn ra tràn lan. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong ngày 12 tháng 9, nhiều đại lý trên địa bàn Hà Nội hiện đã từ chối bán SIM cho những người dân không mang theo chứng minh thư, căn cước công dân. Thế nhưng cũng không ít các đại lý bán SIM đang làm trái quy định của nhà mạng. Cụ thể, khi hỏi mua SIM tại cửa hàng PK Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên cửa hàng cho biết hiện đang có sẵn rất nhiều SIM Mobifone Vietnam Mobile đã kích hoạt. Người này cho hay SIM này đã hoàn tất mọi thủ tục theo yêu cầu của nhà mạng. Khách hàng khi mua về chỉ cần lắp vào máy là có thể sử dụng. Tiếp tục tìm đến cửa hàng bán SIM, thẻ và phụ kiện điện thoại LS Đống Đa, Hà Nội. Phóng viên nói có nhu cầu mua SIM đã kích hoạt số lượng lớn để làm dịch vụ. Người này thông tin sẽ gọi cho đầu mối bán SIM để hỏi. Sau khoảng 2 phút, chủ cửa hàng báo lại có thể cung cấp ngay cho khách hàng với giá là 80.000 đồng một SIM ITEL. Người này chia sẻ thêm, SIM ngày xưa mua rất rẻ nhưng bây giờ không có mà bán. Mấy cái SIM đăng ký rồi là chúng em phải bán chui. Vấn đề trợ cấp cho người dân mua xe điện đang được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất với mục tiêu vừa giúp đất nước chuyển đổi nhanh sang giao thông xanh, vừa góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển hơn. Để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ô tô chạy xăng dầu sang xe ô tô điện, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất Chính phủ trợ cấp cho người dân khoản tiền khoảng 1.000 đô la Mỹ khi mua ô tô điện. Tuy nhiên thì đề xuất này ngay lập tức đã bị Bộ Tài chính bác bỏ.
Bộ Tài chính cho rằng trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, việc đặt vấn đề về trợ giá hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với các nhà sản xuất, người tiêu dùng ô tô điện là chưa phù hợp. Bởi vì những người sử dụng ô tô, đặc biệt là ô tô điện, là những người có thu nhập cao trong xã hội. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, nhân loại chuyển sang xe điện là cơ hội lớn để Việt Nam nắm bắt và vươn lên. Một đất nước có thể sản xuất được chiếc xe hơi hoàn thiện thì cũng có thể sản xuất được tất cả mọi thứ. Nó là biểu hiện về trình độ khoa học kỹ thuật cao, về sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Vì vậy, trợ cấp tiền cho người dân mua xe điện cần xuất phát từ tầm nhìn dài hạn. Phải nhận thấy sự hỗ trợ này vừa giúp chuyển đổi nhanh sang giao thông xanh, vừa góp phần tạo ra một ngành công nghiệp ô tô phát triển. Việc Bộ Tài chính bác bỏ hỗ trợ phát triển ô tô điện sẽ bỏ lỡ đi cơ hội đi tắt đón đầu để vươn lên của ngành công nghiệp ô tô. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần thì giá gạo xuất khẩu đã liên tục giảm mạnh. Nhiều loại gạo xuất khẩu như là 5% tấm đã giảm đến 20 đô la Mỹ một tấn về mức là 623 đô la Mỹ. Như vậy giá gạo dường như đã kết thúc chu kỳ tăng nóng. Vậy diễn biến thời gian tới như thế nào thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ở bài viết trang 7 với tiêu đề Vì sao giá gạo xuất khẩu lao dốc trên báo Đại Đoàn Kết. Nhiều ý kiến cho rằng đà giảm giá gạo sẽ sớm được kiềm chế và sẽ tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn còn khá căng thẳng. Tuy nhiên, theo hoạt động xuất khẩu gạo diễn ra bình thường, thì giá lúa gạo tại thị trường nội địa phải giảm về mức từ 7.000 đến 7.200 đồng một kg. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA nhận định giá gạo tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân đến thương lái, nhà máy xay sát chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc huy động nguồn hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký. Trước tình hình sản xuất và thị trường thương mại gạo thế giới trong thời gian tới dự báo chứa đựng nhiều biến động, VFA kiến nghị bổ sung quy định cụ thể để cơ chế báo cáo và phân công một cơ quan quản lý về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và hàng hóa lúa gạo tồn kho của thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107. Cùng đó, VFA đề nghị bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân sản xuất lúa, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa thương nhân xuất khẩu gạo, đặc biệt giữa thương nhân đã đầu tư cơ sở sản xuất theo Nghị định 109 và thương nhân thuê kho theo Nghị định 107. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng 10% giá tối thiểu dịch vụ bốc rỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất quá cảnh và trung chuyển vào nhóm cảng biển số 1, số 4, số 5. Và thông tin này được đề cập trên báo Pháp luật Việt Nam trang số 9, số ra sáng ngày hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 54/2018 ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bến phao neo, dịch vụ bốc rỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. Trong đó đáng chú ý dự thảo thông tư đề xuất tăng 10% giá tối thiểu dịch vụ bốc rỡ container nhập khẩu, nhập xuất khẩu, tạm nhập tái xuất quá cảnh trung chuyển tại nhóm cảng biển số 1 khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Nhóm cảng biển số 4 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An và nhóm cảng biển số 5 khu vực Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang. Như vậy với các cảng nước sâu như là huyện Hải Phòng và Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là những cảng được hưởng lợi nhiều nhất khi quy định trên được thực thi. Lý do là tại hai cảng nước sâu này có sự xuất hiện của nhiều tàu trọng tải quốc tế, hàng hóa dồi dào, khối lượng rất lớn.